R. Ráng chạy. Vừa này quá anh đi nhặt đó để gì quá à. Để em làm kinh nghiệm mình đi đâu. Đấy, chào khán giả đi. Mai em sẽ nổi tiếng nhất cái like luôn á. Mai anh chạy quảng cáo là em nổi tiếng nhất cái like luôn á. Hay lắm à. Chết đi. Thank you.